Đây là một buổi học ngoại khóa của các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong dịp Tết Trung thu 2018. Buổi ngoại khóa ngoài mục đích cho các em vui Tết Trung thu còn là dịp để các em được tiếp cận với những nét văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc. Học sinh sẽ được trải nghiệm một Tết Trung thu xưa, biết trân trọng những cái giá trị truyền thống, đồng thời kéo gần cái không gian nhà trường với không gian của di sản Hoàng thành. Chúng sẽ hiểu được, không chỉ hiểu được mình là ai mà còn hiểu được mình sẽ lớn lên với những cái giá trị văn hóa như thế nào. Vừa học vừa kết hợp với chơi thì bao giờ cũng đem lại cho trẻ con một sự hứng khởi, nhất là thông qua cái việc chơi đó các con lại được học nữa. Không gian bao gồm khu trưng bày những món đồ chơi dân gian truyền thống từ những năm đầu thế kỷ 20, các buổi biểu diễn múa lân, múa rối. Các em học sinh còn được các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn tự tay nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm đèn lồng. Đây là một trong những phương pháp giáo dục mới, hiệu quả trong nhà trường, giúp các em hứng thú hơn với văn hóa truyền thống thay vì gò bó trong không gian lớp học. Em thích những món đồ chơi Trung thu mà truyền thống và do tự em làm, bởi vì những món đồ của tự em làm em sẽ thấy nó trân trọng đối với mình ạ. Riêng em thì em lại thấy đồ chơi Trung thu truyền thống nó hay hơn, bởi vì nó có những cái mà được gọi là đậm sắc dân tộc Việt Nam ấy, nó đại diện cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Vâng ạ, em rất thích những cái dịp như này để cho học sinh được học kỹ năng sống, để học về truyền thống của Việt Nam mình ạ. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có sự chủ động, có những ý kiến cùng với học thành Thăng Long để phối hợp để giúp các nhà trường, các em học sinh thêm những các cái sân chơi, thêm những cái môi trường học tập. Yêu cầu các đơn vị, các nhà trường, các phòng giáo dục đào tạo là quan tâm đến công tác triển khai giáo dục truyền thống cho các học sinh. Và chúng tôi cũng triển khai cái kết hợp tác cụ thể, trong đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thầy cô giáo, các em học sinh đến tham quan học tập tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Giáo dục kiến thức về di sản cho học sinh trong các trường học còn rất nhiều hạn chế. Giáo dục văn hóa truyền thống nếu muốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc đổi mới phương pháp tiếp cận, còn rất cần sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường với các cơ quan bảo tồn di sản văn hóa, tạo không gian và cơ hội cho các em được tham gia các hoạt động phong phú và đa dạng hơn, tạo hứng thú cho các em trong học tập. Chương trình giáo dục di sản trong nhà trường không chỉ là cơ hội để các em được vui Tết Trung thu truyền thống một cách trọn vẹn, mà qua đó còn củng cố tình yêu của các em với văn hóa truyền thống và lịch sử đất nước.